Xin kính chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Cái tiết học online cũng đem lại cho chúng em rất nhiều trải nghiệm thú vị, ấn tượng với những bài giảng hay của các thầy cô. Nhưng đối với chúng em, bài học để lại ấn tượng nhất là bài vector. Đây là kiến thức hoàn toàn mới và xa lạ vì ở các cấp dưới chúng em chưa được tiếp cận. Để hưởng ứng phong trào tháng bộ môn toán do nhà trường tổ chức, chúng em muốn chia sẻ những kiến thức về bài vector mà chúng em đã được dạy qua video sau. Như cấp 2 chúng ta đã được học, quãng đường từ nhà bạn A đến trường B là một đoạn thẳng. Nhưng nếu ta chọn điểm đầu là nhà bạn A và điểm cuối là trường B, thì đoạn thẳng này sẽ có hướng từ nhà A đến trường B. Khi đó ta nói AB là một vector và được ký hiệu là AB có dấu mũi tên ở trên đầu. Ngoài ra, các vector cũng có thể được ký hiệu A nhỏ, B nhỏ, X, Y và dấu mũi tên ở trên đầu, mà không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của chúng. Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector thì được gọi là giá của vector đó. Hai vector được gọi là cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Nếu hai vector cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng. Ta có các ví dụ như sau. Ta có thể thấy vector AB cùng phương và cùng hướng với vector CD và vector MN cùng phương với vector BQ. Nếu ở lớp 6 chúng ta đã được học về độ dài của đoạn thẳng AB thì vector cũng có độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector. Hai vector bất kỳ A và B được gọi là bằng nhau khi chúng có cùng hướng và cùng độ dài, được ký hiệu là vector A bằng vector B. Như ta đã biết, mỗi vector đều có điểm đầu và điểm cuối hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của chúng. Vậy, với một điểm A bất kỳ, ta quy ước có một vector đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vector này sẽ được ký hiệu là vector AA và được gọi là vector 0. Vector 0 được ký hiệu là 0. Do đó, độ dài của vector 0 bằng 0 và ta quy ước rằng vector 0 cùng phương cùng hướng với mọi vector. Từ bài học trên, chúng ta đã biết rằng cũng giống như đoạn thẳng, vector cũng có thể cộng trừ nhưng theo những cách riêng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về những cách tính này nha. Nếu ta có hai vector bất kỳ, vector A và vector B, ta có thể lấy một điểm A tùy ý và vẽ vector AB bằng vector A và vector BC bằng vector B. Khi đó, vector AC được gọi là tổng của hai vector A và B. Ta ký hiệu tổng vector A và vector B là vậy, vector AC bằng tổng vector A và vector B. Như cấp 2 chúng mình đã được học thì đây là một hình bình hành. Vậy để cộng hai vector AB và vector AD thì ta làm sao? Ở lớp 8, chúng ta đã biết đối với hình bình hành thì cạnh BC vẽ bằng với cạnh AD, mà vector BC và vector AD lại cùng hướng, nên ta có vector BC sẽ bằng với vector AC. Áp dụng quy tắc cộng vector vừa nãy, ta có được vector AB cộng vector BC bằng vector AC. Vậy chúng mình có thể kết luận rằng vector AB cộng vector AD bằng vector AC, hay còn gọi là quy tắc hình bình hành. Ngoài ra, các vector còn có các tính chất mà có lẽ rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta, đó chính là với ba vector A, B, C tùy ý, ta có vector A cộng vector B bằng vector B cộng vector A, tính chất giao hoán, vector A cộng vector B cộng vector C bằng vector A cộng vector B cộng vector C, tính chất kết hợp, vector A cộng vector 0 bằng vector 0 cộng vector A bằng vector A, tính chất của vector 0. Trước khi đến với quy tắc hiệu của hai vector, chúng em mời thầy cô và các bạn cùng tìm hiểu về vector đối. Như chúng mình đã tìm hiểu thì hai vector bằng nhau là hai vector có cùng độ dài và cùng hướng. Vậy hai vector đối là gì? Giả sử độ dài vector A bằng độ dài vector B, nhưng vector A lại ngược hướng với vector B, khi đó ta gọi vector A và B là hai vector đối nhau.
Vậy để trừ hai vectơ AB cũng có nghĩa là ta cộng cho vectơ đối của vectơ đó. Như vậy ta suy ra được rằng với ba điểm bất kỳ OAB ta có vectơ AB bằng vectơ OB trừ vectơ OA. Ví dụ 1, cho hình bình hành ABCD, hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Câu A, tìm tổng của hai vectơ NC và MC, AM và CD, AD và NC. B, chứng minh AM cộng AN bằng AB cộng AD. Theo đề bài, ta có vectơ MC bằng vectơ AN. Câu A, vì vectơ MC bằng vectơ AN, ta có vectơ NC cộng vectơ MC bằng vectơ NC cộng vectơ AN bằng vectơ AN cộng vectơ NC bằng vectơ AC. Vì vectơ CD bằng vectơ BA, ta có vectơ AM cộng vectơ CD bằng vectơ AM cộng vectơ BA bằng vectơ BA cộng vectơ AM bằng vectơ BM. Vì vectơ NC bằng vectơ AM, ta có vectơ AD cộng vectơ NC bằng vectơ AD cộng vectơ AM bằng vectơ AE, với E là đỉnh của hình bình hành AMED. Vì tứ giác AMCN là hình bình hành nên ta có vectơ AM cộng vectơ AN bằng vectơ AC. Vì tứ giác ABCD là hình bình hành nên ta có vectơ AB cộng vectơ AD bằng vectơ AC. Vậy vectơ AM cộng vectơ AN bằng vectơ AB cộng vectơ AD. Qua các buổi học online thú vị của các thầy cô, chúng ta đã hiểu và vận dụng được các bài tập rồi đúng không các bạn? Còn điều này mình muốn nhắc các bạn là nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K trong hoàn cảnh dịch phức tạp lúc này nha. Cuối cùng, mình xin chúc quý thầy cô và các bạn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.